Đây rồi, không biết đây có phải chính là một trong những thủ phạm khiến cho rất là nhiều bạn khi mới học tiếng Nhật, các bạn thường hay nghĩ là khi mà mình muốn nói là em nhớ anh hay là con nhớ bố mẹ, nhớ gia đình á, thì chúng ta sẽ dùng cái từ là kimi o omoidasu hay là kazoku o omoidasu, đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học một lần để nhớ và hiểu rõ về cách nói thể hiện nỗi nhớ ở trong tiếng Nhật nhé. Trước tiên, cái từ omoidasu các bạn nhớ cho mình nhé. Đó là một từ mang ý nghĩa là nhớ ra, nhớ lại một việc gì đó trong quá khứ mà chúng ta đã từng bắt gặp này, đã có trong ký ức, có trong tâm trí của chúng ta nhưng mà chúng ta vô tình quên đi và hôm nay có một cái dịp gì đó khiến mình nhớ ra. Và trong cái từ omoidasu, nó đơn giản chỉ là thể hiện cái hành động nhớ ra thôi, chứ nó không có chứa được cái cảm xúc trong đó nhá. Ví dụ, bây giờ mình nghe một bản nhạc, nghe cái bản nhạc này chẳng hạn, thì chúng ta nhớ ra cái thời còn trẻ. Kono kyoku o kiitara wakai goro o omoidashite. Và lúc này chúng ta mới có một cái cảm xúc gì đó này. Kanashii kimochi ni natta. Đó, thế nên các bạn để cho mình nhá, trong cái đoạn hội thoại này của Minna no Nihongo, cái nhân vật của chúng ta gì nhỉ? Người ta xem bộ phim này và người ta nhớ đến gia đình thôi, được chưa nào? Chứ còn không phải là mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, chúng ta nói omoidasu mô nói nhá. Còn bây giờ khi mà muốn thể hiện cái cảm xúc nhớ thương, nhớ nhung thì chúng ta có thể dùng hai từ cho mình nhá. Thứ nhất đó là từ aitai. Ví dụ như là gì nhỉ? Kazoku ni aitai, mình đang nhớ gia đình này. Koibito ni aitai, mình nhớ người yêu này. Hay là hanare banare ni natte shimatta kanojo ni aitai, là mình đang rất là nhớ cái cô người yêu mà vì gọi là vì việc gì đó mà phải xa cách, về mặt khoảng cách chẳng hạn. Hay là mình nhắn tin cho bố mẹ đúng không? Hay là nhắn tin cho người yêu chẳng hạn, anh đang nhớ em lắm thì sẽ là kimi ni aitai o. Ok. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng từ koishi, đây là một dạng tính từ mọi người nhé. Thì với cái từ koishi này thì nó sẽ khác một chút với aitai, đó là koishi sẽ dùng được cho cả với đối tượng là người và cả với đối tượng là vật nữa. Ví dụ như là mình nhớ gia đình mà đang ở nước ngoài chẳng hạn, gaikoku ni iru kazoku ga koishi. Hay là sang Nhật thì nhớ cơ mẹ nấu nào, haha no te ryori ga koishi. Còn bạn nào mà về Việt Nam rồi thì lúc ở Việt Nam lại nói gì nhỉ? Ôi, về rồi lại thấy nhớ sushi của Nhật Bản chẳng hạn. Nihon no sushi ga koishi. Đó, các bạn nốt lại được chưa? Nên là nhớ này, từ giờ khi mà muốn nói cái cảm xúc nhớ thương, nhớ nhung gì đó thì chúng ta đừng dùng là omoidasu nữa. Và nó bởi vì là gì nhỉ? Nó chỉ là một cái từ mà thể hiện cái gì đấy? Một cái trạng thái nhớ ra, nhớ lại được điều gì đó. Còn kèm theo là cái cảm xúc gì thì nó sẽ là đi sau nhá.